Em chào các bác. Chào mừng mọi người nhé, chào mừng mọi người quay lại kênh của em. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một số mẫu hàng Vicky và Canly. Hàng em mới về, rất nhiều màu nhưng em lắp lên khoảng 5-6 cái các loại màu khác nhau để giới thiệu đến mọi người. Mọi người có nhu cầu thì mọi người vui lòng nhắn tin vào số Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé. Em sẽ để số điện thoại hoặc số Zalo của em ở phần cuối màn hình này. Các bác mới xem cho em xin một lượt đăng ký kênh nhé. Còn mọi người cho em xin một lượt like nhé. Em xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Đây, bây giờ em sẽ đi qua nhanh từng mẫu, rồi sau đấy em sẽ có clip riêng về từng mẫu một để đăng lên kênh, của từng mẫu một hoặc là chi tiết của từng màu một đăng lên kênh nhé. Để mọi người ví dụ thích màu đỏ đen, màu xanh, màu ghi, màu bạc thì nó sẽ cực kỳ chi tiết luôn. Đây, trước tiên em sẽ mời các bác đến mẫu đầu tiên của hàng lô hàng mới của em đây. Mẫu Vicky Touring mã VT700. Với mẫu này thì sử dụng cấu trúc là khung thép, phuộc đơ càng thép cao cấp chịu lực nhé. Nhưng cái đặc biệt của mẫu này là khung thép nhưng mà không có mối hàn. Đây các bác này, đây các bác nhé, khung thép không mối hàn nhé. Sơn cực kỳ đẹp, khung thép không mối hàn, cực kỳ đẹp nhé. Size của mẫu xe này là size 47 lẻ mấy một chút ạ, 47, phù hợp với người từ 1m55 đến 1m50, 1m55 có thể đi được, nhưng đi đẹp nhất là khoảng từ 1m58 đến 1m75-76 nha các bác nhá. Đấy là mẫu này, phù hợp với những người chiều cao như thế. Với tầm giá của mẫu này là 3.890.000. 3.890.000. Mẫu này sẽ có những thứ đem lại cho các bác. Thứ nhất, bộ đề Shimano tích hợp cụm phanh ở trên luôn, bộ đề Shimano 21 tốc độ tích hợp cụm phanh, phanh đĩa cơ. Vành là vành nhôm của Vicky nhé các bác, vành nhôm Vicky. Cái này là do để trong thùng nó bụi thôi. Vành nhôm của Vicky dày 4cm, sử dụng lốp 700x28C nhé các bác. Vành nhôm của Vicky độ dày 4cm, đi xé gió cực kỳ tốt nhé. Bộ đùi đĩa 3 tầng chịu lực tốt, 7 tầng lip các bác, đồ Shimano, gạt lip, gạt đĩa Shimano nhé. Đấy, đấy là cột yên tháo lắp nhanh, cột yên điều chỉnh nhanh. Cái này pedal này pedal nhựa nhưng giả, có răng cưa đạp thì chắc chân nhé. Đây các bác, đây là về mẫu Vicky. Hôm nay em có lắp được hai màu là màu đỏ đen và màu xanh đen nhé các bác. Màu đỏ đen và màu xanh, xanh đen. Cái điều đặc biệt tiếp theo của mẫu yên Vicky năm nay này, các bác để ý này, yên da mềm, có lỗ thoáng khí ở giữa. Thành ra là với cái mẫu này các bác ngồi nó cực kỳ thoải mái nhé. Đây là với mẫu Vicky. Tiếp theo là mẫu MTB Vicky Vic 660 với giá khung nhôm. Em bán giá của mẫu này giá có 4.1 triệu thôi các bác. Duy nhất nhé, duy nhất bán khoảng vài chiếc, bán chiên các bác giá 4.1 triệu. Sử dụng bộ đề Shimano nhé. Đây, hôm qua em có đăng lên clip của mẫu này lên, vì hôm qua về em có kịp lắp được một chiếc này để đăng thôi. Bộ đề Shimano 21 tốc độ, bộ phanh tích hợp trên bộ đề nhé các bác, về brake Shimano nhé các bác nhé. Đấy, với mẫu Vicky này giá 4.1 triệu, bán chiên cho các bác, bán mấy chiếc chiên riêng Vicky Vic 660 nhé các bác nhé. Tiếp theo, hai mẫu đẹp nhất của ngày hôm nay, mẫu Vicky mẫu Canly S5000 và mẫu Canly S6000 sử dụng bộ phanh dầu Shimano. Đây các bác, bộ phanh dầu Shimano, phanh dầu thủy lực nhé. Bộ đề Shimano Atus của Canly 5000 sẽ là Shimano Atus 24 tốc độ, ở trên ghi đông họ có tặng kèm thêm chuông rồi. Shimano Atus 24 tốc độ, tay nắm cực kỳ chắc chắn, có nút khóa, có ốc khóa hai đầu chống trơn trượt nhé các bác. Đây Canly, đây đây là khung thiết kế mới của năm 2022 đây các bác. Dây đi âm sườn một có chỗ này để bình nước này. Đây không có mối hàn đâu các bác nhé. Đây các bác để ý này, để ý giúp em, không có mối hàn đâu. Màu xe này là màu vàng nhé. Cổ điên có đánh số này,
cái này là cái để chắn bụi, chắn bụi bẩn hoặc bùn chỗ cột yên này. Yên sử dụng trục cài dọc, trục giữ điều chỉnh yên trục dọc này, yên da mềm, có lỗ thoáng khí ở giữa này các bác, đây lỗ thoáng khí ở giữa đây để ngồi cực kỳ thoải mái nhé. Đây chân chống đa điểm nhá các bác, chân chống cực kỳ chắc chắn này. Bộ đùi đĩa Shimano chịu lực cực kỳ tốt nhá các bác, đùi đĩa Shimano chịu lực cực kỳ tốt. Tay gạt đĩa là Shimano Tunday, tay gạt lip là Shimano Atus, 24 tốc độ nhé. Sử dụng cấu lốp là 700x28C, vành nhôm hai lớp của Canli. Mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ với em nhé. Giá bán của mẫu này hiện tại đang là 8.750.000, có ship toàn quốc các bác nhé, 8.750.000 có ship toàn quốc mẫu này nhé. Tiếp theo là mẫu Canli S6000, màu này màu ghi cực kỳ đẹp các bác để ý giùm này. Đây các bác thấy ông anh ạ, màu ghi nhưng mà có kim tuyến, sơn bóng kim tuyến này. Mẫu này là đây, 700C Ross, thiết kế mới nhất của năm 2022, New Edition 2022, hàng vừa về đến. Trên khung xe kể cả mẫu S5000 lên mẫu, kể cả mẫu S5000 lên mẫu S6000 các bác để ý này, có mã QR code nhé. Đấy ạ, sử dụng bộ đề Shimano Atus 27 tốc độ, Shimano Atus 27 tốc độ, phanh đĩa dầu thủy lực Shimano, bộ đùi đĩa nhôm cao cấp chịu lực của MPE, đây 3 tầng nha các bác nhé. Tay gạt đĩa trước Shimano Tunday, tay gạt đĩa sau Shimano, tay gạt lip sau Shimano Atus. Đây, thiết kế này cực kỳ ấy này các bác, cực kỳ khỏe khoắn, hầm hố mà khỏe khoắn. Đây, thiết kế chấu này cực kỳ khỏe nha các bác. Mẫu này sẽ không có miếng nhựa ốp ngoài đâu, nhìn nó khỏe hơn nhiều. Sử dụng cơ lốp 700x28C, vành nhôm hai lớp của Canli nha các bác, của nhôm cao cấp đấy. Tất cả các mẫu này, hai mẫu này đều sử dụng trục tháo lắp nhanh trước sau. Mọi chi tiết mọi người vui lòng liên hệ với em nhé. Yên thì đều là yên thoáng khí rồi, yên thoáng khí rồi, có tặng thêm cả chuông cực kỳ vang luôn. Tất cả các mẫu này em sẽ quay từng mẫu một lên trên kênh của em, các bác theo dõi nhé. Còn mọi thông tin chi tiết mọi người vui lòng liên hệ với số điện thoại hoặc số Zalo em để ở dưới góc dưới màn hình này. Em xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Các bác nào mới xem cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Còn các bác đã đăng ký kênh với em rồi thì cho em xin một lượt like nhé. Em xin cảm ơn mọi người.